Cách đây không lâu, người ta còn lo ngại một tổng thống thiếu kinh nghiệm và bốc đồng như Donald Trump sẽ khơi mào thế chiến thứ ba. Còn bây giờ thì ông Trump đang cố gắng thuyết phục người Mỹ đưa ông trở lại Nhà Trắng để mà ngăn chặn thế chiến thứ ba. Trong một email gây quỹ gần đây, thì ông chỉ trích tổng thống đương nhiệm là Joe Biden đang hủy hoại nước Mỹ, đẩy đất nước đến bờ vực của thế chiến thứ ba. Chiến tranh thế giới thứ ba. Dạo gần đây thì rất nhiều người đã nói về nó, với nỗi lo sợ rằng là một cuộc chiến toàn cầu mới sắp đến và sẽ reset toàn bộ nhân loại. Thế nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể nhận ra đó là một cuộc thế chiến? Cho đến hiện tại thì người ta vẫn chưa thống nhất được quan điểm về cái gì cấu thành nên một cuộc đại chiến thế giới. Thế nhưng nhìn chung, đó là khi mà hai khối quyền lực lớn tranh giành quyền lực thống trị, các quốc gia ở mỗi phe cần vũ khí chống lại nhau trên chiến trường. Vào tháng 9 năm 1939, tờ Time có thể là tờ báo đầu tiên gọi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng đó là chiến tranh thế giới thứ hai, dù trước đó nhiều tờ báo khác đã dự báo về xung đột. Vào năm 2015, cũng lại là tờ báo Time, một bài luận đã suy đoán rằng thế chiến thứ ba sẽ bắt đầu với việc Nga chiếm đất ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn cầu mới trong vũ trụ và trên không gian mạng. Vào tháng 11 năm 2023, một chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga đã khẳng định rằng chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu. Vậy thì có phải là chúng ta thật sự đang sống trong thế chiến thứ ba? Chỉ là nó chưa được chính thức gọi tên hay là không? Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới. Ông Biden, người bị ông Trump chỉ trích là kéo nước Mỹ đến bờ vực thế chiến thứ ba, đang làm gì đây? À thì dạo gần đây Mỹ và Anh đang bận nhắm vào các căn cứ của Houthi ở Yemen. Kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, lực lượng Hezbollah, ủy quyền của Iran ở Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công, đặc biệt là nhắm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Một số chuyên gia tin rằng đó là một phần của kế hoạch giúp Iran mở rộng quyền lực trong khu vực. Trong khi đó, thì Pakistan và Iran đang thi nhau trao đổi chiêu thức. Pakistan thì nhắm vào các nhóm vũ trang ly khai Pakistan ẩn náu bên trong Iran. Thật tình cờ và thật bất ngờ là Iran cũng đang lo lắng về nhóm vũ trang đối địch ẩn náu ở Pakistan. Tờ The New York đưa ra một nhận xét đáng quan ngại rằng 10 cuộc xung đột giữa các đối thủ khác nhau hoặc trên các đấu trường khác nhau với các quan điểm nóng khác nhau và các mục tiêu khác nhau hiện đang hội tụ. Đối với tất cả các cảnh báo gần đây của các chuyên gia về một cuộc chiến tranh ngày càng mở rộng, quỹ đạo từ lâu đã rõ ràng. Trong khi đó, thì cuộc xung đột Nga và Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng. Thế nhưng khi các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra ngày càng mệt mỏi và ở Washington, người ta ngày càng phản đối việc Mỹ hỗ trợ tài chính không giới hạn cho Ukraine, ông Putin có thể coi cuộc chiến ở Gaza là cơ hội để phát huy lợi thế cường quốc hột nhãn. Thế nhưng mối đe dọa lớn nhất đã được cảnh báo từ lâu là căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần không thể thiếu trong lãnh thổ thống nhất của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, thì nước này đã áp dụng lập trường ngày càng cứng rắn đối với hòn đảo này. Trong khi đó, thì nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden đã tăng cường hỗ trợ về mặt tài chính, quân sự và ngôn từ để mà Đài Loan tiếp tục độc lập. Kế bên Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tuyên bố hành động của Mỹ và các đồng minh đã đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Vào năm ngoái, Triều Tiên đã bắn thử hơn 100 tên lửa đạn đạo, nhiều trong số đó là vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể nhắm tới Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là cả lục địa Mỹ. Trong khi tiếp tục con đường phát triển quân sự tốc độ cao, ông Kim đã thân thiết với Nga và sát cánh bên Trung Quốc. Vậy thì chúng ta đang ở đâu? Ngay lúc này, mọi thứ có vẻ vẫn chưa đi quá xa. Thế nhưng biết đâu đấy, chỉ cần mai, ngày kia, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra tính toán sai lầm. Tức là khi một bên cho rằng bên kia sắp tấn công và đi trước một bước. Khi mà chiến tranh thế giới thứ ba được gọi tên chính thức thì có lẽ đã quá muộn rồi. Vì thế mà chủ đề được quan tâm không kém lúc này là tìm ra những nơi an toàn nhất trên toàn cầu nếu chiến tranh xảy ra. Và đây là danh sách. Đầu tiên, dành cho những ai muốn tránh khói lửa lại vừa muốn ngắm chim cánh cụt, hãy đến Nam Cực một phen. Nơi đây nổi tiếng với hoạt động du lịch mạo hiểm, phong cảnh đẹp và địa hình băng giá, lại ở tít dưới cực nam của hành tinh nên là sẽ ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ưu điểm cũng là nhược điểm. Vị trí địa lý xa xôi nên là ít ai có thể đến trú ẩn ở Nam Cực. Điểm đến thứ hai, dành cho những ai yêu thích siêu sao bóng đá Messi, mặc dù Argentina từng có lịch sử xung đột, đặc biệt là với Vương quốc Anh về chủ quyền của quần đảo Falkland vào năm 1982. Quốc gia Nam Mỹ được coi là nơi có nhiều khả năng sống sót sau nạn đói nhất sau chiến tranh hột nhãn.
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu trồng 100 quả nấm thì có thể tạo ra nhiều khói đến mức mà mặt trời có thể bị che khuất, dẫn đến nạn đói, mất mùa. Do đó, Argentina sẽ là một nơi không tồi để sinh sống vì ở đây có nhiều loại cây trồng kháng bệnh, chẳng hạn như là lúa mì. Nếu thấy Nam Mỹ quá xa thì bạn có thể cân nhắc đến Bhutan. Sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 9 năm 1971, Bhutan tuyên bố trung lập trước mọi xung đột. Với lập trường này thì Bhutan thường được xếp hạng cao trên chỉ số hòa bình toàn cầu. Kết hợp thực tế là đất nước này không có biển và có nhiều khu vực miền núi, Bhutan sẽ đặc biệt an toàn nếu thế chiến 3 nổ ra. Tiếp theo trong danh sách là quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới, tổng cộng dài 6.435 km, nghĩa là bằng khoảng cách giữa Moscow và Madrid, giống như là nước láng giềng Argentina. Chile được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại cây trồng và tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Chile cũng là một trong những nước phát triển nhất Nam Mỹ. Vì vậy, mặc dù bạn có thể cảm thấy bị cô lập thế nhưng không sao cả. Hạ tầng ở đây rất là tốt, có khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại. Chile có thể là điểm đến lý tưởng nếu thế chiến thứ 3 xảy ra. Còn với những ai muốn đi thật xa khi mà chiến tranh bùng nổ thì Fiji có thể là nơi dành cho bạn. Nằm ở phía tây nam của Thái Bình Dương, quốc đảo này cách quốc gia gần nhất là Australia hơn 4.300 km. Phần lớn diện tích đất là rừng rậm, nguồn tài nguyên khoáng sản và thủy sản dồi dào. Fiji có thể là nơi lý tưởng để mà tránh bão trong thế chiến thứ 3. Cũng xa xôi hẻo lánh như Fiji, thế nhưng lý do mà vì sao Tuvalu an toàn lại có hơi khác một chút. Tuvalu nằm ở Thái Bình Dương, nằm giữa Hawaii và Úc, dân số cực kỳ ít, chỉ vào khoảng 11.000 người, đồng nghĩa với việc là nguồn cung cơ sở hạ tầng còn ít so với các quốc gia hàng đầu phương Tây. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng nghèo nàn, nên là Tuvalu khó có thể trở thành mục tiêu trong thế chiến thứ 3. Không thì bạn có thể xem xét đến Greenland, thuộc về Đan Mạch, là hòn đảo lớn nhất thế giới. Greenland nổi tiếng là một vùng đất xa xôi, toàn núi với chả non thôi, và có nền chính trị trung lập, khiến nơi đây trở thành điểm trú ẩn lý tưởng trong trường hợp khẩn cấp. Dân số của nó cũng chỉ vào khoảng 56.000 người, có nghĩa là Greenland khó có thể trở thành mục tiêu của bất kỳ siêu cường toàn cầu nào. Trong khi mà Greenland tên rõ xanh tươi thế nhưng toàn băng giá, thì Iceland lại ngược lại. Quốc gia này liên tục đứng đầu chỉ số hòa bình toàn cầu, được mệnh danh là một trong những quốc gia hòa bình nhất thế giới. Ngoài việc đặc biệt xa xôi, thì Iceland sẽ không cần phải lo sẽ phụ thuộc vào các quốc gia khác về tài nguyên, nhờ có trữ lượng nước ngọt, tài nguyên biển và các nguồn năng lượng tái tạo. Tương tự như Iceland, New Zealand đứng thứ hai về chỉ số hòa bình toàn cầu và từ lâu đã gây ngạc nhiên vì lập trường phi đảng phái trong các cuộc xung đột. Nếu bị tấn công, địa hình đồi núi của đất nước sẽ là tấm khiên hoàn hảo bảo vệ người dân. Và an toàn nhất, không đâu khác, chính là Thụy Sĩ. Trong số tất cả các quốc gia trên thế giới, Thụy Sĩ có thể là quốc gia có quan điểm trung lập về chính trị nổi bật nhất. Đất nước này nổi tiếng về lập trường vững chắc, hay nói cách khác là không có lập trường gì trong các vấn đề liên quan đến chính trị quốc tế trong gần 200 năm. Quốc gia này còn có khiên chắn tự nhiên là địa hình đồi núi, địa lý không giáp biển. Ngoài ra thì còn có nhiều hầm trú ẩn hạt nhân. Thế nhưng lý do lớn nhất khiến cho Thụy Sĩ an toàn đó là bởi nước này chính là ngân hàng của thế giới. Cả thế giới đang gửi tiền ở Thụy Sĩ, nên là kẻ nào tuyên chiến với Thụy Sĩ thì tức là tuyên chiến với cả thế giới, vì lúc đó tiền của mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là người Thụy Sĩ không những tuyên bố trung lập với nhân loại mà còn khiến nhân loại phải bảo vệ tính trung lập của mình. Chừng nào tiền vẫn là trục quay của trái đất thì Thụy Sĩ vẫn sẽ còn vững mạnh. Bạn có biết về cái gọi là đồng hồ ngày tận thế không? Nó được nhiều người coi là chỉ báo đáng tin cậy nhất, cho thấy chúng ta còn cách thảm họa hạt nhân toàn cầu bao lâu. Kim đồng hồ được điều chỉnh hàng năm bởi hội đồng gồm 10 người đoạt giải Nobel. Năm ngoái thì kim đồng hồ đã chỉ 90 giây trước nửa đêm, khoảng cách suýt soát ngày tận thế nhất mà đồng hồ từng chỉ. Thế nhưng nếu kim đồng hồ tận thế thực sự nhích về mốc nửa đêm, thì liệu bạn có thức đêm để mà chờ đợi hay không? Hay là bạn sẽ hỏi là lịch sử thế giới được tạo thành từ vô số xung đột và thảm họa, chúng ta đã vượt qua chúng trong quá khứ và chúng ta sẽ vượt qua chúng trong tương lai? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn nhé.